Xin chào anh chị nhà đầu tư, cổ phiếu Sacombank được rất nhiều các cái nhà đầu tư cả trong và ngoài nước rất quan tâm, chủ yếu liên quan đến cái vấn đề nợ xấu VAMC. Vậy thì cái câu hỏi là nợ xấu VAMC bao giờ xong thì chúng tôi sẽ giải đáp vấn đề này trong cái phần nội dung như sau. Thì đầu tiên là về cái ngân hàng Sacombank là một trong 4 ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam, thậm chí cái quy mô tín dụng nó còn lớn hơn cả các ông lớn như Tech hay MB hay ACB một chút xíu cơ. Đúng không ạ? Về cơ bản là quy mô là tương đương, có điều vốn chủ sở hữu thì nó nhỏ hơn một phần mà thôi. Tuy nhiên có một điều rất là lạ, đó là tại sao lợi nhuận của nó lại thấp thế. Lợi nhuận của STB trong 9 tháng đầu năm có chưa đến 3.300 tỷ, chưa bằng 1/3 của ACB và chưa bằng 1/4 của MBB, và đặc biệt là chưa bằng 1/5 của Techcombank, trong khi quy mô tín dụng thì ngang nhau. Thì tất cả những cái nguyên nhân này nó đến từ cái việc là cái ngân hàng STB này còn cái đống nợ xấu VAMC phải xử lý, phải trích lập hàng năm là rất lớn, từ đó khiến cho cái hiệu quả kinh doanh của nó đi xuống rất nhiều. Thì đây là nợ xấu VAMC của nó là còn 2018 là còn 40.233 tỷ, thì đến 3 quý đầu năm 2022 thì còn có 11.170 tỷ thôi. Thì như vậy nó đã xử lý trong 2019 là 6.500, 2020 xử lý 11.000, 2021 xử lý 5.000, 2022 này trong 9 tháng thì xử lý 6.500 và cả năm dự báo khoảng 9-10.000. Thì như vậy là năm tới thì cái VNC đâu đó còn khoảng dưới 10.000. Từ đó chúng tôi cho rằng là VNC khả năng cao hết 2023 thì cái ngân hàng này sẽ xử lý xong. Và như vậy quý vị có thể thấy rằng nếu mà nó xử lý xong ấy thì lợi nhuận nó hoàn toàn có thể tăng thêm một cái khoản bằng cái xử lý VNC này. Ví dụ nó tăng thêm khoảng độ 5-6.000 tỷ vậy. Đúng không ạ? Như vậy là ví dụ lợi nhuận năm 2022 của cái ngân hàng này đâu đó được khoảng 4.000-4.500 tỷ lợi nhuận sau thuế. Thì 2023 nếu xử lý quyết liệt thì lợi nhuận nó cũng quanh khoảng độ 5.000-5.500. Nhưng mà từ 2024 đổ đi, nếu mà đã xử lý xong thì lợi nhuận của cái ngân hàng STB này hoàn toàn có thể đạt trên 12.000 tỷ lợi nhuận trước thuế đến 15.000 tỷ lợi nhuận trước thuế. Từ đó tạo ra cái sự tăng trưởng đột biến, hấp dẫn những cái nhà đầu tư thích đầu tư cổ phiếu ngân hàng có những cái câu chuyện, có những cái câu chuyện như vậy. Thì tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải lưu ý như này, thì STB là một cái ngân hàng đi sau, chính vì thế cho nên là cái việc này nó liên quan đến cái đầu cơ theo cái câu chuyện nợ xấu giảm xử lý hết và lợi nhuận tăng đột biến mà thôi. Còn để mà nắm giữ rất lâu dài thì chưa chắc STB đã hấp dẫn bằng những cái ngân hàng đầu ngành khác. Chính vì thế chúng ta cần phải chú ý chiến lược đầu tư như thế nào cho phù hợp.